Dạ vâng, em xin trân trọng kính chào toàn thể các bác đang xem video. Hôm nay thì em lại có một số mặt hàng muốn quay bán chia sẻ với các bác yêu hoa phong lan. Đặc biệt nhất là hôm nay em có cái giỏ lan hoàng thảo đùi gà đột biến trắng các bác nhé. Đang ra nụ khá là to rồi, đấy, chắc tầm khoảng mấy hôm nữa thì sẽ được thưởng lãm hoa. Ngoài ra thì em cũng có những cái loại lan rừng của bản địa Cao Bằng em bán với giá cực kỳ rẻ thôi để cho các bác sưu tầm. Cái giò này thì các bác nào muốn sưu tầm thì em sẽ chia sẻ cho các bác nhé. Em sẽ bán theo thân, ví dụ mấy thân tơ như này em bán là 250.000, em sẽ tách ra. Đây, em sẽ điểm qua những cái dòng lan của nhà em trước rồi lát em sẽ giới thiệu chi tiết từng dòng một sau các bác nhé. Em có cáo này, có kiếm lô hội hoa đỏ của Cao Bằng này, có hoàng thảo đuôi gà tròn này, hàng rất là đẹp. Mùa này là mùa ghép chuẩn nhất các bác nhé, đang lên mầm tơ đây. Và thanh đạm sứa đây, thanh đạm sứa thì em chỉ bán 50.000 đồng một cân. Vanda hương chanh, hài vệ nữ trồng lên rất là đẹp các bác ạ đấy. Em có mấy cái tổ quạ, long nhãn hoa vàng bây giờ đang có nụ các bác nhé, ở bên kia. Rồi ok, em sẽ không làm mất thời gian của các bác nữa nên em sẽ vào giới thiệu chi tiết từng dòng một. Đầu tiên là em có kiếm lô hội này, kiếm lô hội của bản địa Cao Bằng chúng em, hàng thì cực kỳ xanh mướt đẹp rồi đấy, có cả rề cả rời, em bán là 50.000 đồng một cân. Em sẽ cho các bác xem một chút mặt hoa của dòng kiếm Cao Bằng các bác nhé. Này, đẹp chưa? Hàng dề, hàng rời có đầy đủ đây. Nói chung là lô hàng mà nay em vừa lấy về nên là còn cực kỳ xanh mướt đẹp. Đây là mặt hoa của kiếm này các bác nhé. Đây, màu đỏ tươi. Cực kỳ rực rỡ luôn. Nói chung là các bác nào à, chưa có thì nên sưu tầm, của bản địa Cao Bằng hoa rất là đẹp. Cái này là chụp ở trên một cái cây cây khá là to các bác nhá, chụp nguyên bản luôn. Đấy. Mặt hoa đáng để sưu tầm các bác nhá. Tiếp theo thì em có thanh đạm sứa. Em cũng bán là 50.000 đồng một cân. Cái dòng này thì lúc nó nở hoa thì mùi thơm của nó cực kỳ là nồng nàn quyến rũ luôn các bác ạ, cực kỳ thơm. Cái thời điểm nó nở hoa là em lên rừng gặp là cách mấy chi 30-40 mét là đã ngửi thấy cái mùi thơm của thanh đạm sữa rồi, mùi thơm ngào ngạt luôn các bác ạ. Nhưng mà các bác đã trồng thử là các bác biết rồi, giá cả thì nó cũng hợp lý các bác nhé. Em bán là 50.000 đồng một cân. Em sẽ cho các bác xem mặt hoa của dòng thanh đạm sữa. Đây, hoa của thanh đạm sứa là màu trắng sữa các bác nhé. Đấy, khá là đẹp các bác ạ. Em thích nhất cái mùi hương của cái dòng này, cực kỳ thơm luôn. Đấy. Mặt hoa khuôn bông bông khá là to. Đấy, mắt của nó đấy, mắt vàng. Nhìn nó cũng có điểm nhấn các bác nhé. Giá cả thì cũng hợp lý. Tiếp theo em có Vanda hương chanh này. Hàng hôm nay xanh mướt đẹp. Em bán xô nhé, có cả xếp cả lướt. Em bán là 60.000 đồng một cân. Giá ngang ngửa, ngang long nhán. Hàng đẹp mê ly. Các bác mua một cân là thoải mái ghép, ghép mở tay thôi. Vì cái dòng này nó nhẹ. Dòng này nó nhẹ nhàng thôi. Cả xếp cả lướt. 60.000 đồng một cân cho Vanda hương chanh, lô hôm nay là cực kỳ đẹp tuyệt vời. Tiếp theo em có hài vệ nữ đây. Hài vệ nữ thì em bán là 50.000 đồng một cân, lô hôm nay thì hàng đẹp lắm các bác nhá. Đây, sành mướt. Đây, cái dòng này giá cả nó rẻ với lại nhìn nó cũng đẹp, xanh mướt. Độ bền hoa của nó cũng rơi vào tầm khoảng 2 tháng thì nó mới tàn hoa, tính từ lúc nở. Đây, em trồng cách đây khoảng 2 tháng thôi mà cây nó lên xanh mướt với lại hoa nó
nở tại vườn rất là đẹp các bác nhé. Em bán giá chỉ 50.000 đồng một cân thôi. Lô hôm nay khá là nhiều nên em bán giá lẻ để cho các bác sưu tầm, các bác tranh thủ mua. Đấy. Nhiều lô mua với dân đắt thì em lại tăng lên. Còn mua lô nào em mua với dân giá hợp lý em sẽ bán rẻ. 50.000 đồng một cân. Đây, mấy cái chậu này em trồng này, trồng chơi này. Đấy. Đây, lùng hoa nó lên, đẹp chưa? Rồi, chúm chím nở rồi các bác nhá. Em có 4 chậu. Trồng 4 chậu ở vườn. Khá là nặng các bác ạ. Hai vệ nữ em bán 50.000 đồng một cân. Tiếp theo em có long nhãn này. Long nhãn hoa vàng. Thời điểm này là nó đang có nụ hoa các bác nhé. Đây, cái chậu em trồng ở vườn là nó nở hoa rồi. Đó. Hoa là rất là tươi đẹp. Họng đen, cánh bầu. Còn hàng lấy từ rừng về thì hoa nó nở muộn hơn. Nó cũng có nụ rồi các bác nhé. Đẹp. Đây, nụ đây. Đây. Em bán là 60.000 đồng một cân. Hàng cây khá là đẹp các bác nhé. Nhiều nụ lắm. Chẳng qua bây giờ soi như này là không thấy hết thôi các bác. Đấy. Đang có nụ rồi các bác nhé. Đây, ở bên này thấy nhiều nụ này, này. Đây các bác ạ. Đây, nụ đây. Đấy. Nụ này. Nụ nhiều chưa. Đây. Ôi giời. Nụ nhiều lắm các bác ạ. Cây càng to thì nó càng nhiều nụ nhé. Còn cây bé thì nó ít nụ thôi. Nên là các bác muốn chơi hoa thì lấy cây to dài thì nó sẽ có nhiều nụ hoa. Em bán là 60.000 đồng một cân. Cho hoàng thảo long nhãn hoa vàng. Đây có mặt hoa đây luôn các bác ạ. Tiếp theo em có đùi gà tròn này. Đùi gà tròn là bây giờ là mùa này là mùa thích hợp nhất để ghép này các bác ạ. Vì nó đang lên mầm tơ. Đây. Hàng lô hôm nay là quá đẹp tuyệt vời. Nhưng cái lá vàng này thì không quan trọng đâu các bác nhé. Các bác quan trọng là mình đi nuôi cái mầm tơ này này. Đấy. Cái mầm này này. Những cái mầm này. Còn những cái lá vàng này là thân năm sau nó sẽ ra hoa. Nó phải rụng hết lá thì nó mới ra hoa được. Đây, những cái thân hoa nó nở này là nó rụng hết lá. Em bán là 220.000 đồng một cân. Còn nếu mà các bác lấy số lượng 4 hoặc 5 cân thì em sẽ bán rẻ cho các bác một xíu. Nhiều bác vừa tập chơi là cứ nghĩ lá vàng là nó bị héo úa chứ không phải đâu các bác nhé. Mùa này là nó thế đấy ạ. Đây. Nó phải rụng lá thì nó mới lên cái mầm mới. Đây, mầm mới của nó đây. Hàng hôm nay là đẹp tuyệt vời. Đẹp mê ly luôn. Có cả dề cả rơi. Dề này đẹp chưa. Em bán xô là 220.000 đồng một cân. Cho các bác sưu tầm. À, em cho các bác xem mặt hoa nhỉ. Nhiều bác lại không biết mặt hoa của đùi gà tròn. Đây là hoa của đùi gà tròn các bác nhé. Em chụp vào một cái cây cắt nguyên bản từ rừng về. Nên cái dòng này là cực kỳ sai hoa luôn các bác ạ. Hoa của dòng này là đáng để chơi các bác nhé. Giá cả cũng hợp lý. Này, nếu mà các bác mua khoảng 3 cân đi ghép một cái chậu là sang năm sẽ có một tác phẩm đẹp để chơi. Đây các bạn, lô hàng hôm nay là quá đẹp tuyệt vời các bác nhé. Còn bây giờ em sẽ chuyển sang Đại Lan Huệ Đồng. Đại Lan Huệ Đồng thì em bán 50.000 đồng một cân. Đây các bác ạ. Mùa này thì cây nó cũng ra hoa rồi các bác nhé. Chuẩn bị ra hoa rồi. Đây, cây nó rất là to luôn. Em bán là 50.000 đồng một cân. Như cây này tầm khoảng 2 cân các bác ạ. Đây, cái dòng này là loại lan to nhất Việt Nam rồi. Đây các bác xem mặt hoa của nó đây. Đây, chuẩn bị nở rồi. Cái hoa nó rất là to, cánh dày. Cánh dày lắm các bác ạ. Độ bền hoa cũng phải trên 2 tháng. Cái dòng này là độ bền hoa nó cao nhất rồi các bác ạ. Có một số cây tầm tầm này đi cho bác ghép là vừa nhá. Mình kiếm một cái chậu to để ghép. Giống lan to mà.
ở miền Nam không có đâu các bác nhé. Nếu có cây khoảng 2 cân, có cây thì 5 lạng, có cây thì 1 cân. Nếu các bác nào muốn sưu tầm thì kết bạn Zalo em cân lên cho các bác nhé. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu những cái hình lan em đã ghi giá cụ thể này. Này, đầu tiên là hình số 1 là một rể kiếm lô hội to cùng đẹp. Này, như cái rể này là các bác đi chỉ cần đặt xuống chậu thôi, hoặc là nhà có sân vườn rộng là chỉ cần đặt xuống một kiếm một cái chỗ thật là đẹp, có cây cối to thì mình chỉ cần đặt vào khe cây thôi các bác nhé. Cái rể này là đẹp miên man luôn, không thể chê vào đâu được rồi. Mà kiếm cái rể kiếm to đẹp như vậy là bây giờ hơi khó rồi các bác nhé. Này, 250.000 cho hình số 1, rể cực kỳ đẹp, xanh mướt luôn các bác ạ. Tiếp theo hình số 2 là cũng 250.000 này. Hình này thì cũng sàn sàn như nhau cả thôi. Này các bạn, cái ngồng hoa năm ngoái của nó đấy, quả rất là to. Cũng chuẩn bị đến mùa hoa rồi các bác nhé. Đây, quả của nó này, to đẹp chưa. Ủa, cái dề này đi là đặt ở vườn mà, quá đẹp tuyệt vời. Cái dề này tầm khoảng 5 cân các bác nhé. Đây em cân là 5 cân hơn một tí. Ôi trời ơi, đẹp quá này các bác, đẹp chưa? Để thẳng đứng lên như này là nhìn mới thấy hết vẻ đẹp của nó này, cực kỳ to đẹp luôn, xanh mướt luôn. Hình số 2 là 250.000. Các bác này, các bác lấy cái dề này đi trồng là vườn sẽ rất là xanh vườn, nhìn sẽ rất là đẹp các bác ạ. 250.000 các bác nhé. Tiếp theo em có cáo này. Cáo em bán giá siêu rẻ luôn. Cáo bản địa có bằng hoa rất là tím nhé. Bây giờ em sẽ cho các bác xem mặt hoa. Đây là hoa của giáng hương nuôi cáo các bác nhé. Đây nó ra một chùm, từng chùm mà sẽ rất là đẹp các bác ạ. Này, đây các bác ạ. Đẹp chưa? Trồng cây xếp thẳng thì nó nhìn đẹp hơn. À đây cây kiếm lá giáo. Hoa tím đẹp lắm các bác nhá. Hình số 3 cáo này, 100.000. Cây to đẹp các bác nhá. Này, cái rể này. Này, đi các bác ghép ở thế mình thế thác đổ như này. Ôi, cái rể này đẹp quá. Một rể này. Này, cây này nó hai này. Rể cáo đỏ này, đỏ lư luôn. Cáo đỏ hoa nó sẽ tím đỏ hơn các bác nhá. Một phần lan như này là 100.000 là giá cả thì quá là hợp lý rồi, rất là nhiều. Tiếp theo hình số 4 là 150.000. Cái hình này thì cây nó to, nguyên một rể các bác ạ. Cây to đẹp chưa? Đấy, nguyên một rể. Đi mình ghép vào cây, mình ghép thẳng vào như này luôn, sẽ rất là đẹp. Cái vòi hoa năm ngoái đấy, này, rất là tím. Khả năng là bông nó sẽ rất là tím đấy các bác ạ. Tổng chỗ này nhá các bác nhá, một rể và một cây. Đang có nụ hoa rồi này, ngồng hoa này. Hình số bao nhiêu nhỉ? Số 4 là 150.000 này. Tiếp theo hình số 5 là 120.000 này. Ôi hình này nhiều, cực kỳ nhiều luôn các bác nhá. 1 này. 2 này. Này, cực kỳ nhiều lắm. Cây rất là to, em đã cắt tỉa rễ đi thôi. 1 2 3 4 5 6 7. Đây, toàn cây to thôi, 7 cây. Ghép được mấy chậu đây các bác ạ? Hình em bán là 120.000. Quá rẻ các bác nhá. Giá cả như vậy là quá là hợp lý đấy. Tiếp theo hình số 6 đây, em bán 120.000. Đây có cây xếp đỏ luôn này. Đây, so với các shop khác là bán như vậy là quá rẻ rồi. 2 cây này, 3 cây này. Này, cây này như lá nó hơi gân gân, nó nhăn này. 4 cây này, thôi kệ. 5 này, 6 này, 7, 8, 9, 10, 11. Toàn cây to đẹp, 120 quá rẻ rồi. Cắt tỉa rễ gọn gàng nó bán như vậy là trả lời lá gì nữa rồi các bác nhé. Giá như vậy, bán giá như vậy là quá là rẻ rồi.
hình số 10, hình số 6 120.000. Tiếp theo hình số 7 này 200.000. Có mấy cây cao xếp nhá, nên là giá cả nó nhỉnh hơn. Đây, đi cao xếp mình trồng thẳng đứng lên như này, mỗi chậu 2 cây thôi. Đây, mỗi chậu một đôi này. Đấy, 2 cây. Đây, 3 cây, 4 cây. Cao xếp đẹp các bác nhá. 4 cây. 5 cây. Đấy, 200.000. Tính ra mỗi cây chỉ có 40.000. Tiếp theo hình số 8 này. 100.000, hình số 8. Đây, 1 cây, 2 cây, hình này nhiều quá này. 3 cây. Đây, 4 cây này. 5 cây này. 6 cây này. 7 cây này. 8 cây này. 9 cây này. 10 cây, 11 cây này. 11 cây là tính ra là mỗi cây thì còn chưa đến 10.000 các bác ạ. Hình số 8 là 100.000. Tiếp theo hình số 9 này. Này, cây to đẹp chưa? 1 cây này, 2 cây này. 3 cây này, 4 cây này. 5 cây này. 6 cây này. 7 cây này. 8 9 cây này. Đây, dề này nữa này. Đấy. Tính ra chưa đến mỗi ngọn 10.000 đâu, quá thể rồi. Tổng số này rất là nhiều các bác nhá, 100.000. Tiếp theo hình số 10 này, cũng 100.000. 1 cây này, 2 cây này, 3 cây, 4 cây này, này to đẹp. 5 cây này, 6 cây, 7 cây. 7 cây khá là đều nhau, em bán 100.000. Tiếp theo hình này em thấy đẹp nhất này, nên giá cả nó có khá cao các bác nhá. 400.000 cho hình số 11. Cây cao xếp đỏ, lá ngắn, trụt. Lá ngắn nó còn chưa đến 20 cm các bác ạ. Tay em ngắn nữa còn chưa đến 20 cm. Này, cái cây này nó là hai ngồng hoa luôn. 1, 2, 3, 4, 5 cặp lá. Lá xếp đẹp, cáo đỏ. Cáo đỏ hoa nó sẽ tím đỏ hơn những cây cáo bình thường. Này, 1, 2, 3, 4, 5. Cái cây này cũng 5 cặp lá này. Cáo đỏ. Này, cây này cũng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cặp lá. Toàn cây lá ngắn xếp, lá ngắn thụt thôi. Đấy, cái dòng này trồng thích lắm các bác ạ. Này, đẹp chưa? Ba cây xếp rụt lá ngắn. Đẹp mê ly luôn. Đấy. Này các bác ạ. Đẹp quá. Này, các bác nào muốn trồng chơi, trồng cái cây này là vừa các bác nhé. Giá cả nó hơi cao nhưng mà được cái cây đẹp. Hình số 11 là 400.000. Tiếp theo hình số 12 này, 150.000. Toàn cây cáo to thôi, cáo đỏ này. Một cây này. Hai này. Đây. Cây này là ngồng hoa nó đâu nhỉ? Này đang có ngồng hoa rồi các bác nhé, đang nhú lên rồi đấy ạ. Khe lá này. Ba cây. Này, bốn. Đây, cây này thì đây, cái vòi hoa của nó đây các bác ạ, đang dài bằng này rồi. Này các bác nhá, vòi hoa đây. Cây to như này thì nó ra hoa nhanh lắm. Hình số 12 là 150.000. Tiếp theo hình số 13 này. Hình số 13 là một cái khúc nguyên bản nhưng mà em có hai cây rời em đặt vào 400.000. Đây hai cây này đi các bác, mình ghép vào cùng là sẽ rất là đẹp. Hai cây rất là to nhá. Mỗi cây vòi đều có vòi hoa cả rồi. Đấy các bác ạ, hai vòi hoa xanh này. Cái này vòi hoa xanh như này may mắn lại được cái cây cáo trắng thì cây to như này nữa thì quá đỉnh luôn nhé các bác nhé. Không biết là bao nhiêu cặp lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cặp lá cơ. Đấy. Cây này là cũng đẹp này, quá đẹp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cặp lá. Vòng hoa dài bằng này rồi các bác nhé. Đây còn đây là khúc nguyên bản này. Khá nặng các bác nhé. Tầm khoảng 5 cân đấy. Khúc này. Đây. Cũng có vòng hoa dài rồi. Nếu mà các bác ở tầm Hà Nội em ship cho nhé. Còn nếu mà ở Nam thì chắc là ship cũng được. Nhưng mà cước cao sợ các bác ngại cước quá thì
em sẽ hỏi trước, nếu mà chịu được cước em gửi cho. Nếu mà ở miền Nam, hình số 13 là 400.000 nhé, một khúc nguyên bản với hai cây cáo rời to đẹp. Đi các bác ghép vào luôn, ghép vào như này luôn sẽ rất là đẹp nha các bác. Ghép vào cùng luôn như này các bác nhé, thành một giò cáo đỉnh luôn, cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Hình số 13 400.000. Tiếp theo hình số 14 là một cái dề lan kiếm này, 450.000. Cái dề này to lắm các bác ạ. Nhìn vậy thôi ở ngoài nó cực kỳ to nhá. Đây. To đẹp luôn. Dề này nếu mà các bác lấy thì em sẽ cân lên cho các bác xem là nó bao nhiêu cân. Quá to đẹp. Em bán 450.000 cho hình số 14. Đây, nhìn từ xa này các bác ạ. Tiếp theo em có mấy cái tổ quạ này, hình số 15 này. Em bán 100.000. Và có một cái này, đi các bác trồng làm cảnh trang trí nhé. Ghép lan vào sẽ rất là đẹp. Ghép như ví dụ ghép phi điều, ghép long tu vào, hạc vĩ vào là đẹp lắm. Bốn cái này, em bán 100.000. Tiếp theo hình số 16 có một cái này khá là to. Em bán 60.000. Đẹp lắm. Các bác lấy đi trang trí là sẽ rất là đẹp. Tiếp theo hình số 17 này, cái này to, quá là to luôn các bác ạ. 100.000 các bác nhé, tầm khoảng 4 cân. Hình số 17 em bán 400.000, à 100.000 chứ, em nhầm. Tiếp theo hình số 18 này, cây này cây hoa, nó kiểu như cây nghệ vậy nhưng mà hoa nó màu trắng đẹp lắm, em bán 100.000. Này, cái hoa của nó rất là to nhé. Hoa nó màu trắng. 100.000 cho hình số 18. Này, cái chậu đùi gà này hoa nở khá to rồi. Sắp nở rồi. Hai ngày nữa bung các bác nhé. Này, mầm gốc nó rất là khỏe luôn. Em sẽ tách thân ra bán, chia sẻ cho các bác làm giống đó. Mỗi thân tơ như này em bán là 250.000. Đấy. 250.000, nếu mà các bác lấy 5 thân thì em lấy tròn 1 triệu, còn lấy thân thì em lấy 500.000. Đẹp quá các bác ạ. Nếu mà trồng cái chậu này lúc nở hoa sẽ rất là đẹp. Bán theo thân các bác nhé. Nếu mà các bác nào có thiện chí mua thực sự thì kết bạn Zalo với em. Em sẽ gửi ảnh mặt hoa ban đầu cho các bác xem, gửi ảnh mặt hoa cho các bác xem. Cánh bầu cực kỳ đẹp các bác ạ. Đây. Nụ xanh, xanh le luôn. Những cái thân này, thân hoa thì nó mới nở ra hoa được các bác nhé. Còn nếu mà các bác lấy đi làm giống thì lấy thân tơ này thôi. Còn những cái thân già này thì em không tách cho các bác, vì bây giờ lấy cái thân này đi là đi các bác cũng bỏ đi. Quan trọng là cái thân này để làm giống đó. Này. Những thân hoa này, nhiều nụ quá các bác. Đẹp tuyệt vời. Chậu này chắc cũng có tầm khoảng 50 thân đấy các bác ạ. Rất là nhiều. Khá là to các bác nhé.